Xin chào bà con nhé. Hôm nay mình đang về Đắk Lắk á, về thủ phủ cà phê của cà phê Trung Nguyên nhé các bạn. Đây là thủ phủ cà phê Trung Nguyên bên chỗ Bắc Vũ, cà phê Nguyên Vũ. Thì có cái cảnh quan từ cổng đi vào thì nó có một cái núi nhân tạo nha các bạn. Hôm nay buổi sáng này cà phê cũng rất là đông. Đây là khu vực cổng vào á. Còn khu trong này là khu trưng bày những cái nét của cái người Tây Nguyên ấy. Còn cái đồng bào dân tộc ít người ấy. Đó. Trong là khu để những cái trống chiêng. Đây là những cái chiêng chiêng này, heo này, chiêng. Có này. Có beng beng à, đây, trống này. Nhưng mà trống này kêu nhỏ lắm các bạn này. Không kêu bung 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 à. Đây là cái trống của người đồng bào ngày xưa đó các bạn. Đây là những cái chum ché, những cái đồ vật cổ. Đây đủ hết, đây là cái nhà truyền thống à. Đồng bào đây chủ yếu ê đê hả? Yeah. Đẹp quá ha. Cái là thủ phủ cà phê Trung Nguyên và cũng là cái nơi mà Bác Vũ bác làm việc, cũng là sản xuất ra những cái cà phê ngon nhất để cho anh em mình uống nha các bạn. Cà phê Trung Nguyên à, chum ché rồi các cái ống lươn hả? Bây giờ làm bằng ống nước hết rồi. Bà ý là không ai để ý nó là nó buồn lên hả? Cái dây này là. Ủa cái dây này, dây ngày xưa làm gì này? Da trâu, da ngựa. À, da, các cái da trâu, da bò ngày xưa đó. Đây, trống. Còn không biết cái này là một cái mảnh gỗ gì mà rất là lớn nữa các bạn. Đây là thủ phủ cà phê Trung Nguyên, cũng là cái làng cà phê ở trên Đắk Lắk nha các bạn. Đây là nhà sàn. Đó. Thì ở đây cũng trưng bày một số cái hiện vật thôi. Những cái chiêng các bạn. Chiêng. Đây. Đó. Đánh mà không? Cái này này, đấm vào, đấm vào. Kiểu đã quá. Rổ giá ngày xưa. Hồng chiêng. Ai à. Hồng chiêng mới bỏ. Cái treo này nghe tiếng mới đã này. À, đây là âm nhạc cồng chiêng. Đây là chiêng phẳng các bạn. Đây là núi nhân tạo các bạn. Thank you.